Rồi, mình chào các bác nhá. Chào mừng các bác quay trở về với cửa hàng bên em. Ngày hôm nay thì em sẽ lên video giới thiệu cho các bác một đôi loa phải nói là cực kỳ chất với thương hiệu Martin Audio, một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng đến từ Anh Quốc. Và ngày hôm nay thì chúng ta có một đôi loa phải nói là hiện tại, tại thời điểm hiện tại thì em dám cam kết các bác là độc nhất vô nhị tại Việt Nam luôn. Đấy, đây là hàng xịn các bác nhá. Đấy, hàng xịn luôn. Với mã của nó thì em sẽ cho các bác xem trong video ngày hôm nay luôn. Đây, em cho các bác xem qua, sau đó em sẽ giới thiệu một chút cho các bác về cái đôi loa này để cho mọi người có thể là tham khảo được nhá. Đây là một dòng Martin thương hiệu từ Anh Quốc, Blacklight X, đây là Series X nha các bác nhá. Series X có mã là model của nó là BLX15, được chưa? Đấy, thương hiệu này thì nó đến từ Anh Quốc và công nghệ bát tép và nhập khẩu từ Anh luôn các bác nhá. Và nhà máy lắp ráp của nó thì là tại Chila. Hàng này là hàng xịn, em cam kết là hàng xịn luôn. Và em mua được thanh lý một đôi này là hàng trưng bày được ở bên Trung Quốc này. Đấy, hàng trưng bày các bác nhé. Đây là đôi loa hàng trưng bày với công nghệ châu Âu. Và dám cam kết bác là bát này, đây là bát này, và tép nhập khẩu châu Âu 100% luôn. Với chất lượng cam kết bác là chất lượng đến từ châu Âu. Và chỉ có nhà máy nó đặt lắp ráp tại Trung Quốc thôi các bác nhé. Đấy, thì cũng rất là nhiều các bác là cũng hỏi thăm với em về cái đôi loa này rồi, thì em cũng lên video để giải thích cũng như giới thiệu cho các bác, cũng như là cho bác xem nội thất luôn, không có gì phải giấu giếm cả các bác nhá. Rồi, video các bác ủng hộ cho em nút like nhá. Đây, cho bác xem trước hết là ngoại hình. Con này thì cái dòng loa này này, cái dòng cái mã này này là chuyên được lắp ở các sàn các bar. Đấy, tức là bar và sàn là rất hay dùng cái mã loa này luôn. Được chưa? Đầu tiên là thiết kế các bác nhá. Thiết kế là được thiết kế một cái thùng cân rất là đẹp. Thùng cân này. Được chưa? Hàng này là hàng trưng bày, em mua được là có nguyên thùng xốp luôn, nguyên hộp luôn. Đấy. Và cái tem này của nó này là xoay 360 độ luôn các bác nhá. Cái tem này là xoay được 360 độ nhá, chứ không phải là bị lệch đâu, xoay được luôn. Đấy. Tất cả là không hề có một con ốc nào bắt đây. Và chúng ta muốn mở cái màng loa ra thì các bác phải ấn vào. Tức là chúng ta phải ấn cái này vào, ấn cái giữa này vào thì cái này nó mới lồi lên để chúng ta bóc ra được. Đấy. Rồi, cho các bác xem luôn bát tép này. Bát thì con này là sử dụng một bát 40. Tất cả các dòng loa châu Âu thì thường thường họ hay sử dụng cái gân gang và kiểu gân gang thép này. Đấy, từ đây. Cái giống cái nếu như bác nào mà yêu thích cái dòng loa châu Âu thì các bác nhìn qua nó kiểu là chúng ta sẽ nghĩ đến cái dòng bát của Fito, đúng không? Đấy. Đây thực tế nó sẽ là cái dòng Martin các bác nhé. Đây nó là Martin xịn luôn. Đây em cho các bác xem. Đây. Hàng có nguyên thùng cho nên là cũng không phải nói đến cái vấn đề zin hay không zin ở đây nữa. Đúng không? Cho các bác xem này. Martin Audio London này. Đấy, được chưa? Sổ ôi, quá đẹp luôn. 8 ohm và nó là 15 inch, tức là bát 40. Đấy. Đây cho bác xem này. Đây. Cái này của nó là màng của nó là màng sợi thủy tinh nhá, màng sợi thủy tinh. Đấy. Mút gân vải này, gân vải 3 sóng này. Đấy, keo kia là dính lên luôn. Nghe phê đâu các bác. Đồ này cực phê luôn. Tép đây. Tép Martin xịn luôn các bác nhá. Đấy, Martin luôn xịn luôn này. Các bác nhìn cho em này. Sổ ôi. Quá đẹp luôn. Từ cái phễu nó cũng có tem của nhà hãng Martin luôn các bác nhá. Đây, thùng bệ thiết kế đó các bác nhìn cho em này. Cực kỳ chắc chắn luôn, từ cái gen hay là cái con ốc luôn. Họ làm phải nói là rất là chỉn chu các bác. Họ làm cực kỳ chỉn chu cái đôi loa luôn. Đấy. Phía đằng sau thì em vừa cho các bác xem rồi. Thì cái đôi loa này ngày hôm nay thì em cũng lên video cho các bác để các bác tham khảo. Thì chủ yếu là cái đôi loại này ấy, lên video là cũng không phải là ai cũng mua được đâu. Phải là người biết chơi và người mà biết về cái dòng loa chất này thì các bác mới tham khảo được, chứ còn bình thường các bác hầu như là đa số 10 người thì em báo giá ra thì phải 9 người bảo là đắt. Đấy, nhưng thực tế những bác nào mà biết về cái dòng loa rồi, đặc biệt là anh em thợ mà hay làm cái dòng đắt tiền ấy, thì anh em sẽ biết được mức giá này nó đắt hay rẻ. Và cái đôi loa này hiện nay nhá, nếu như bác nào thực sự yêu thích nhá, đây này, em có cả thùng giấy luôn. Tem của nó tem chất lượng châu Âu cho nên là nó xoay được 360 độ luôn. Tức là các bác có thể là cái đôi loa này thường thường anh em treo ngang hay là treo đứng thì đều cái tem của nó đều xoay được các bác nhá. Đấy, thì cái đôi loa này hiện nay bên cửa hàng em cung cấp cho bác giá là 45 triệu đồng. 45 triệu đồng các bác nhá. Đấy, em sẽ bao ship luôn cho anh em. Được chưa? 45 triệu bao ship luôn cho anh em. Và nếu như mà với cái mức giá này thì em sẽ rất là mong muốn rằng là bác nào có gần trụ sở của công ty bên em hoặc là gần cửa hàng ấy thì các bác qua trực tiếp xem, cảm nhận, trải nghiệm. Nếu có bác nào mà ở xa thì có thể là các bác biết về cái dòng loa này rồi thì em cũng thông báo qua để cho các bác có thể tham khảo. Được chưa? 45 triệu các bác nhá, chứ không phải là 4 triệu rưỡi đâu. 45 triệu đấy, tức là thiếu 5 triệu nữa là tròn 50 triệu. Đôi loa này. Đấy. Đây, thử tiếng mic cho bác nghe này. Ở đây thì em đang thử một cái bộ mic với cả một cái bộ máy thiết bị của GD thôi.
Đây, con vang KX500 thôi. Không có gì cả. Này, 1 2. Đây, có thể em cho to một tí đây. Đây, bộ máy đây. Bộ máy cho bác xem này. Vang này. Đẩy mic đều đồng bộ hết của GD nhá. GD Polaradio, một sản phẩm mà bên em đang phân phối. Được chưa? Đây, 1 2. Tiếng cực phê luôn. Phải nói là đô loa này tiếng phải nói là quá đỉnh. Quá đỉnh luôn, chất lượng châu Âu các bác nhá. Đô loa này là chất lượng châu Âu luôn. Lên 1 2 6 7 lên 1 2 6 7. Nói chung là dòng loa để mà chuyên về gọi là để mà phòng ba hay là bắp bia, ba bia các thứ là họ chuyên lắp cái sản phẩm này rồi. Đấy. Ở ngoài Hải Phòng thì em nhớ là ở ngoài Hải Phòng thì cũng hình như là đang có 123 là họ đang sử dụng cái series của Martin, cái loại X15 này để lắp này. Đấy, cực chất luôn. Và một đôi này các bác dùng gia đình thì em nói thật các bác là chấm hết. Đấy, dành cho bác nào biết chơi nhá. Họ làm rất chỉn chu từ con ốc luôn. Không bao giờ các bác nhìn thấy một cái vết nào mà gọi là vết ghép thùng hay là ghép vách ở đây. Không bao giờ có luôn, bởi vì là cái dòng loa này là chất lượng là họ đã đảm bảo chất lượng ngang với cả tiêu chuẩn quốc tế rồi. Đó, đôi loa rất đắt tiền. Đấy, 45 triệu các bác nhá. Mọi chi tiết các bác liên hệ trực tiếp cho bên em nhé. Số điện thoại là 0982838695. Liên hệ trực tiếp cho em luôn các bác nhé. Rồi, xin chào các bác trong video và những sản phẩm tiếp theo nhé. Mọi người nhớ là ủng hộ cho em nút like và nhớ đăng ký kênh đỏ phía dưới giúp em. Thời gian sắp tới em sẽ liên tục lên sản phẩm và lên video để cho mọi người tham khảo các bác nhé.